sản Tây Ninh, 7 món chỉ nên ăn tại đây. Nói đến du lịch Tây Ninh, ngoài tham quan, giải trí, mua sắm thì chắc chắn không thể bỏ qua ăn uống. Vậy đến Tây Ninh ăn gì? Hãy cùng Top Tây Ninh điểm tên 7 món ăn chỉ nên ăn khi đến Tây Ninh. Bởi nó là đặc sản Tây Ninh, chỉ có tại vùng thánh địa núi Bà này. 1. Bánh tráng phơi xương cuốn thịt. Chọn gạo, phải đúng loại gạo thì mới ra được vị trắng của bánh và vị ngọt của gạo. Sau đó xay gạo rồi tráng bánh. Giai đoạn này cực kỳ tinh xảo vì phải làm sao cho ra một lớp bánh mỏng và đủ độ ngon nhất. Sau đó phơi khô. Tuy nhiên, cũng cùng công thức đấy, ở tỉnh thành khác rất khó có thể tạo ra được vì phải đúng cái nắng khắc nghiệt của buổi sáng kết hợp cùng hơi sương nhẹ nhẹ của rạng sáng thì mới cho ra được bánh có đủ độ dẻo và ngon. Bánh được ăn kết hợp cùng rau, thịt luộc, thường là thịt heo luộc, chấm nước mắm chua ngọt thì đúng là cực phẩm. Và khi nhắc về Tây Ninh, cực phẩm này được xem là đặc sản Tây Ninh số 1. 2. Bánh canh Trảng Bàng. Bánh canh Trảng Bàng chính hiệu được thực hiện hoàn toàn thủ công từ giai đoạn làm bánh đến khi thành phẩm. Trước khi thành một con bánh canh hoàn chỉnh thì nó phải trải qua rất nhiều công đoạn như chọn gạo, xay nhuyễn thành bột, rồi hấp chín, sau đó ép khuôn ra cọng bánh. Ngoài việc tạo ra cọng bánh thì việc nêm nếm là vô cùng bảo mật và là bí quyết sống còn của tiệm. Một số nhà hàng bánh canh nổi tiếng như Nam Dung, Hoàng Ti, bánh canh Hai Tô được khách thập phương biết đến và luôn luôn được đánh giá 10 trên 10 về độ ngon và hấp dẫn. 3. Muối tôm Tây Ninh. Công thức tạo ra vô cùng đơn giản, chỉ gồm tôm, ớt và muối. Tuy nhiên, phụ gia của nó thì mỗi tiệm sẽ khác nhau, nhưng mặt bằng chung là sự đậm đà, cay nhưng ngọt, mặn nhưng ngon. Ăn cùng các loại trái cây như xoài, cóc, ổi thì thực sự là ngon tét nách. Do sức hot của sản phẩm này mà việc hình thành các loại hàng nhái, hàng giả, kém ngon và kém chất lượng là điều không thể tránh khỏi. Cho nên, cần phải lựa chọn chỗ mua thật uy tín và chất lượng trước khi trút hầu bao nhé. Kẻo không muối tôm Tây Ninh lại mang tiếng đặc sản Tây Ninh nhưng không ngon. 4. Bò tơ Tây Ninh. Không kém các món ngon trên, bò tơ Tây Ninh được nuôi số lượng lớn tại các cánh đồng ở Tây Ninh. Bò được bán và sử dụng trong ngày, do đó thịt mềm, ngọt và tươi sẽ khiến bạn quên ngay những loại thịt đông lạnh đã từng ăn trước đó. Bò có thể ăn nướng, lẩu, tái hoặc gỏi. Bên cạnh việc thịt chúng ngon, thịt bò còn cung cấp một lượng lớn đạm bổ sung cho cơ thể. 5. Thằng lằn núi Bà Đen. Các món thường được chế biến như chiên hoặc nướng, dùng cùng với rau sống, nước mắm me. Thịt của loài bò sắt này khá dai và ngọt, và đặc biệt rất bổ bởi đa số thằng lằn đều sống và ăn các cây thuốc mọc trên núi. Đa số khách miền xa đến Tây Ninh đều thử ít nhất một lần, bởi trông chúng hơi đáng sợ một tí. 6. Ốc su núi Bà. Những con ốc su núi Bà có hình dáng dẹt giống như loài cúc đá, có vị ngon đặc trưng và tác dụng chữa bệnh nhức mỏi rất tốt. Vị ốc su dai, ngọt thanh và có chút hương thuốc quý. Những món ăn hấp dẫn từ ốc su ở Tây Ninh phải kể đến là ốc su xào me, ốc su nướng, ốc su xào tỏi, vân vân. 7. Ẩm thực chay. Thường thì người dân tại Tây Ninh sẽ ăn chay 2 ngày, mùng 1 và 15 âm lịch, hoặc ăn chay 10 ngày. Đặc biệt tại đây có rất nhiều người trường chay, nên việc tạo cho món chay phong phú, đa dạng và ngon miệng là dĩ nhiên. Thực khách nên dùng thử ít nhất một lần khi tham quan du lịch tại Tây Ninh. Bên trên là 7 món ăn được Top Tây Ninh chọn lọc lại theo các tiêu chí phổ biến, hấp dẫn và độc đáo. Rất mong sẽ giúp các bạn có trải nghiệm thật thú vị và trọn vẹn khi đến tham quan vùng thánh địa này nhé. Tham khảo thêm các bài viết tại toptayninh.com hoặc like fanpage để cập nhật các thông tin mới nhất về những điều hay và thú vị tại Tây Ninh.